Xin chào các bạn, là Tiun đây. Như các bạn cũng biết, Tiun vừa cứu được hai bé vọc. Hồi hôm qua, người bán vọc giao cho Tiun, nhưng mà hai bé ấy đang trong tình cảnh hai bé ấy đang trong tình cảnh rất là nguy kịch. Tiun cứu không được. Hiện tại một em đang hấp hối, còn một em đã đi rồi. Tiun đó giờ không có tiếc tiền cứu động vật, nhưng mà mỗi lần cứu không kịp là nó sẽ như thế này. Tiun cũng không có muốn quay clip để cho các bạn biết về điều này, nhưng mà cứ tình cảnh như vậy, cứ hại động vật của hại như vậy, thì những thứ tốt đẹp ở Việt Nam này sẽ không còn nữa. Tại sao? Tôi làm cái clip này để muốn mọi người biết đừng có hại loài vọc này nữa, đừng có hại thú quý hiếm ở Việt Nam nữa. Tiun cũng không có còn nhiều tiền để cứu động vật nữa đâu, bởi vì Tiun bây giờ không có thời gian làm web, không có thời gian làm phần mềm nữa. Tiun đi dạy bơi kiếm được không có nhiều tiền hết, chủ yếu là để muốn các bạn nhỏ trở thành người cá để phụ Tiun kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật. Loài vọc này á, nó giống như là người vậy đó, nó hoàn toàn giống như là người, nhưng mà nó bị mắc đọa nên nó phải đầu thai làm thân con vọc. Chiều nay Tiun cũng không có thời gian để đi chôn cất bé vọc này, phải nhờ người nhà đi chôn giùm. Mấy năm qua Tiun cũng đã chôn cất rất nhiều bé vọc rồi, đáng lẽ mấy con vọc con này Tiun không có cứu, bởi vì tình yêu thương động vật của Tiun nó quá lớn. Tiun biết là Tiun cứu nó sẽ không có được, sẽ không có thành công, nhưng Tiun vẫn cố gắng cứu để cho mấy người bán vọc họ cũng thấy được. Là đừng có bắt nó nữa, không có ai mua đâu. Bởi vì cái con vọc con này á, nếu mà không được mẹ nó nuôi là nó sẽ chết. Hiện tại bán đảo Sơn Trà đang xây cất trở thành khu du lịch, nên mấy con vọc này nó bị bắt hại dữ lắm, nó bị sát hại rất là thậm tệ. Mấy con vọc lớn thì bị bắn chết, còn mấy con vọc con thì bán để làm thú cưng, đồ chơi. Hồi hôm qua người giao thú cho Tiun á, hai con này á, Tiun nhìn, Tiun có làm cái clip mà người ta gửi cho mình coi đó các bạn, thì thấy nó khỏe mạnh đúng không?
Đó là cái hình thức mà mấy người bán thú họ chào hàng. Nhưng mà tới lúc họ giao á, lúc nào nó cũng là bệnh mắc chết không à. Mấy con vọc này nó dễ chết lắm. Nó không được cha mẹ nó chăm sóc là nó sẽ chết. Đã như vậy, hồi hôm qua cái bé vọc này nó còn bị mũi cắn sốt xuất huyết nữa. Về tới Tiun là nó khóc. Con vọc nó khóc dữ lắm. Nó ngồi nó khóc, nó gọi mẹ nó. Các bạn mà chứng kiến cảnh này, bảo đảm các bạn chịu không nổi đâu. Đặc biệt là nếu trở thành người cá giống Tiun, các bạn còn có thể hiểu được suy nghĩ của nó nữa. Nhưng các bạn không thể giúp được nó, các bạn sẽ càng thấy đau khổ hơn. Nó cứ mong muốn gặp cha mẹ nó hoài. Làm sao Tiun cứu được nó đây? Bệnh nặng nữa, thuốc men thì không đủ, bác sĩ thú y thì không giúp đỡ. Bởi vì bác sĩ thú y ở Việt Nam chỉ cứu cho chó mèo thôi, chứ không có ai cứu cho vọc. Luôn luôn trễ, những con thú đưa đến cho Tiun cứu luôn luôn muộn. Tàn là tới lúc hấp hối rồi, người ta mới đưa cho Tiun. Đó, tốn rất là nhiều tiền để cứu động vật, nhưng thất bại. Đáng lẽ nói chung là các bạn ơi, giúp Tiun nha. Đừng có bao giờ tiếp tay cho những người buôn bán thú. Đối với những con vật con như thế này, những con vọc con như thế này thì Tiun còn cứu. Còn những cái con lớn, tôi mở nó ra cho các bạn coi coi nó chết có giống người hay không nha. Nè, coi hình hài của nó nè, có giống chúng ta không? Vậy mà hại nó, giết cha giết mẹ của nó, rồi để nó nhớ thương, nó tâm bệnh mà nó chết, thần tiên cũng không cứu nổi nữa. Loài vật này nó không có trí tuệ như chúng ta, nhưng nó có trí khôn. Bởi vì bộ não của nó không có nhớ được dai như chúng ta, nó không có ký ức như chúng ta, nhưng nó có trí khôn. Giống như mấy người bị bệnh đau vậy đó, trí tuệ của nó giống như mấy người bị bệnh đau vậy đó. Nó làm đó là rồi nó sẽ quên đó. Nó không biết giận, không biết buồn, nhưng tình yêu thương của nó là rất lớn. Loài vật là loài vật, loài vọc là loài vật có tình cảm mẫu tử nhất. Loài vọc là loài có tình cảm mẫu tử nhất trong tự nhiên. Vậy mà các bạn hại nó, tận diệt nó, để rồi những thứ tốt đẹp nhất trong cái thế giới này nó không còn nữa. Các bạn hại cha hại mẹ của người ta. Hỏi tới đời các bạn, người ta hại cha hại mẹ hại con cái của các bạn. Các bạn chịu nổi không? Sao cứ hại động vật qua vậy? Làm ơn đừng có hại động vật được nữa không?
Tôi là một chuyên gia thiết kế website. Tôi kiếm rất nhiều tiền. Nhưng tiền của tôi kiếm được tiêu đẹp cứu động vật. Ngay cả bây giờ đi dạy bơi, tiền nó kiếm ít hơn. Nhưng mà tôi giúp các em trở thành người cá. Tiền của các em kiếm được tôi cũng dùng tiền đó để đi cứu động vật mà. Đừng ai động vật nói nhé. Các em được Tiêu Anh giúp trở thành người cá rồi, hãy giúp Tiêu Anh kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật nhé. Đi đi nha con. Đi đi con. Trong các đạo trên thế giới hiện nay, chỉ có đạo Phật là dạy cho chúng ta biết cách yêu thương loài vật. Tôi cũng muốn chúng ta đừng có phân biệt đạo, mà hãy tôn trọng tất cả các đạo trên thế giới này. Đạo Chúa thì dạy cho chúng ta tình yêu thương nhân loại, đạo Phật thì dạy cho chúng ta tình yêu thương muôn loài. Không có thế giới nào để cho bé này đến hết, chỉ có thế giới của Phật. Phật A Di Đà sẽ đến rước con nhé. Bởi vì tâm hồn con quá thiện, con chưa bị ô nhiễm những cái thứ ở trên vật trần gian này. Con sẽ được sinh ra cõi trời. Đi đi nha con. Tạm biệt con. Tôi ôn buồn bởi vì chiều nay tôi không có đi chôn cất nó được. Tôi thấy nó chết mà tôi cứu không được, tôi ôn buồn. Đáng lẽ tôi sẽ cứu được nó, nhưng bởi vì mấy người đưa thú cho tôi ôn để tới lúc mà nó sắp chết rồi mới đưa, hỏi làm sao cứu. Không cứu được. Cái này là Vọc Anh. Vọc Anh đã đi rồi. Còn Vọc Em nè. Vọc Em nè. Vọc Em cố gắng nha con. Vọc Em cố gắng.